Giới thiệu đây. Đã có đồ ăn chưa? Bạn này đang nấu trứng cho cháu. Bên tay trái này và trước khi chúng ta đi thì ạ, thì sẽ là vịnh Nhan Hạ và bên tay phải này sẽ là vịnh Hạ Long. Bây giờ ta sẽ tham quan bên tay phải này, ta sẽ đi tham quan vịnh Hạ Long, tham quan ngắm cảnh một chút. Thế là từ đây ra vịnh Hạ Long là sắp đến rồi gì? Đây, khu vực bên này là mình nhìn thấy vịnh Hạ Long luôn rồi ạ. À, đây. Cái này về đẻ con trai này. Qua hai cánh buồng này là một bên là vịnh Long Hạ, còn bên kia là vịnh Hạ Long. Từ vịnh Nam Hạ đến vịnh Hạ Long khoảng 30 km theo đường chim bay, và đi qua hai cánh buồng này là đến làng trài của vịnh Hạ Long. Giáp với vịnh Hạ Long mọi người nhá. Chúng tôi đang đi trên xuồng. Góc nào đẹp.
về dựng theo cái kiểu này này. Chắc là mỗi chỗ này đẹp nhất. Kéo quần vào không ơi. Trước mặt tôi là hai cánh buồng nha, bên tay phải tôi là vịnh Hạ Long. Kia là nàng trai Vạn Phúc của Vịnh Hạ Long. Nàng trai Vạn Phúc. Đấy, nàng trai Quảng Ninh đấy, bên kia là Quảng Ninh.